Đây là những công cụ để giúp Huyền quản lý thời gian, hệ thống và lưu trữ những kiến thức đã học. Mỗi lần mà bị chững ở một giai đoạn nào đó hoặc là mình cần ôn lại phần nào á, thì Huyền chỉ cần mở những hệ thống này ra là có thể thấy được thứ mà mình cần tìm. Hiện tại thì Huyền chia các công cụ Huyền dùng thành 4 mục chính, đó là Time Management and Planning, Note-Taking System, Organization và Learning. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng mục. Đầu tiên đó là Time Management and Planning. Mục này thì dành cho các công cụ quản lý thời gian và lên kế hoạch. Trong mục này thì Huyền dùng 3 công cụ chính, đó là Google Calendar, Notion và sổ Weekly Planner. Huyền dùng Google Calendar để quản lý các bài viết đã được hẹn trước trên website rồi cho các trang mạng xã hội như là Facebook cá nhân, fanpage, YouTube. Huyền dùng các màu khác nhau để quy định các nền tảng, ví dụ như là màu xanh lá thì cho website này, màu xanh da trời cho fanpage, màu tím cho Facebook cá nhân, màu đỏ cho YouTube. Rồi khi mà mở Google Calendar ra thì mình sẽ biết là tháng đó mình lên kế hoạch được cho những phần nào rồi nè. Và vào cuối tháng mình chỉ cần nhìn lại các màu á thì mình sẽ biết là mình có đang đi đúng hướng cho tháng đó hay không. Bạn nào đang tự học IELTS tại nhà thì bạn cũng có thể làm một bảng màu tương tự như thế này trên Google Calendar. Giả sử như là màu vàng là writing đi, màu đỏ là speaking, màu xanh lá là reading, màu xanh dương là listening. Giả sử sao mà mình thấy là mình học được một thời gian rồi mà writing của mình vẫn đứng chững một chỗ vậy, mình vẫn thiếu ý tưởng, vẫn thiếu từ vựng, thì khi đó mình mở Google Calendar ra và mình sẽ thấy là ủa, trong một tháng vừa qua mình dành được có 3 buổi cho writing à. Thì từ đây mình sẽ biết là mình biết là mình dành thời gian có bị chệch hướng hay không, để từ đó mình sẽ điều chỉnh lại cái việc sử dụng thời gian của bản thân mình. Rồi công cụ thứ hai trong mục Time Management and Planning đó là Notion. Huyền dùng Notion cho các ý tưởng và quản lý các dự án. Trong phần Favorites á, thì hiện Huyền có một số thư mục, ví dụ như là Random Ideas để lưu trữ toàn bộ những cái ý tưởng bất chợt mà xuất hiện mà Huyền cảm thấy hay và sẽ có ý định chia sẻ nè. Rồi ở mục YouTube á, thì Huyền sẽ viết xuống các ý tưởng, sau đó chọn Status là đã viết script hay chưa, rồi đã quay hay chưa, vân vân. Rồi mục Podcast bằng tiếng Anh, đây là cái mục mà Huyền đã ấp ủ từ lâu nhưng mà Huyền vẫn chưa dành thời gian làm. Tuy nhiên là Huyền vẫn viết ý tưởng xuống để khi nào mà Huyền triển khai á, thì Huyền sẽ bắt đầu bằng những ý tưởng này. Nói chung á, là Huyền dùng Notion cho việc ghi lại ý tưởng và hiện thực hóa các cái ý tưởng đó. Huyền biết là Notion có rất là nhiều tính năng giúp mình, chỉ cần dùng Notion thôi là mình có thể quản lý được tất cả luôn rồi. Tuy nhiên hiện tại thì Huyền cảm thấy bản thân quen với việc tách ra 3 công cụ là Google Calendar, Notion và công cụ thứ 3 là cái quyển sổ lên kế hoạch hàng tuần. Đầu năm nay thì Huyền lên SC và mua một cái quyển Digital Planner, tải về iPad và bắt đầu lên kế hoạch. Tuy nhiên sau khi sử dụng được một thời gian thì Huyền cảm thấy là mình vẫn thích viết ra giấy hơn. Từ đó là Huyền bắt đầu viết toàn bộ kế hoạch tuần ra quyển sổ này. Huyền sẽ đính kèm link sổ bên dưới video cho mọi người nhé. Cứ cuối tuần thì Huyền sẽ review lại nhìn cái tuần trước đó và lên kế hoạch cho tuần tới. Huyền chia công việc theo ngày nên Huyền sẽ viết sự, Huyền sẽ biết liền là những cái việc nào đã được định sẵn cho ngày nào. Ví dụ như là thứ bảy chủ nhật là cho blog nè. Rồi Huyền sẽ viết xuống những gì cần làm, ví dụ như là giải Cambridge 18 này, test 4 này, rồi writing 1-2 nè. Rồi từ thứ hai tới thứ sáu thì sẽ là YouTube và khóa học, thì lúc này Huyền sẽ xem là YouTube tuần này mình làm chủ đề gì nè, vào thứ mấy nè. Rồi Huyền sẽ viết xuống tất cả những cái công việc chi tiết ha. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang công cụ ở mục số 2, đó là Note-Taking System. Đây là các công cụ hỗ trợ Huyền trong việc ghi chú bài học cho từng kỹ năng. Ở mục này á, thì Huyền chia ra làm hai công cụ, đó là Take Notes Physical và Take Notes Digital. Đối với công cụ Take Notes Physical á, thì hiện Huyền sử dụng 4 quyển notebook cho 4 kỹ năng trong IELTS, đó là Listening, Reading, Speaking và Writing. Huyền thường học vào buổi tối nên Huyền chọn sổ có giấy ngã vàng để đỡ chói mắt, và Huyền thích giấy ô vuông nên Huyền mua toàn bộ là giấy ô vuông luôn. Vở Listening và Reading thì Huyền dùng để kiểm tra tiến độ giải đề, còn Writing và Speaking thì là để học từ vựng và tích lũy ý tưởng. Huyền sẽ để link 4 quyển vở này ở bên dưới video cho bạn nào cần nhé. Huyền là một người rất là thích ghi chép. Đối với Huyền là ghi chép giúp cho Huyền nghiền ngẫm được bài học lâu hơn nè, và nhớ được từ vựng tốt hơn luôn. Thì cái việc ghi chép như thế này á, thì cũng giúp việc học trở nên thú vị hơn rất là nhiều. Đôi khi Huyền không thích học một cái bài học từ vựng nào đó, nhưng mà khi mà Huyền biến nó thành mind map á, thì tự nhiên Huyền lại thấy thích thú và muốn học. Ví dụ như là khi mà học một list từ về môi trường như thế này đi, thì thực sự là rất là nản luôn. Nhưng mà nếu Huyền biết là bây giờ mình sẽ đi tìm ý tưởng về nguyên nhân ảnh hưởng giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu đi, rồi sau đó Huyền lên YouTube search về climate change nè, rồi lên Google search các bài báo về cái chủ đề này, sau đó Huyền đọc một vài bài báo, rồi Huyền ghi chú lại từ vựng và Huyền xây dựng, tự ghi chép rồi tự xây dựng thành một cái sơ đồ tư duy cho riêng mình, thì Huyền thấy lại cực kỳ là hứng thú luôn. Thì đó là cái công cụ Take Note Physical ha. Còn đối về Digital á, thì Huyền dùng app GoodNotes trên iPad để ghi chú bài học. App này vô cùng tiện lợi luôn. Đầu tiên là Huyền sẽ tạo các folder cho từng kỹ năng nè. Sau đó là trong các folder đó thì Huyền sẽ tạo các notebook
Huyền cũng dùng app để ghi chú chính các tài liệu PDF luôn. Ví dụ như là đây là PDF tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 1 của thầy Simon đi, thì Huyền sẽ phân tích ghi chú lại những gì Huyền thấy hay ngay trên cái PDF đó luôn ha. Huyền sẽ để cái PDF này bên dưới video, link tải của PDF bên dưới video cho bạn nào cần nhé. Rồi mục thứ ba đó là organization. Mục này á thì các công cụ trong mục này giúp Huyền sắp xếp và lưu trữ những cái gì mà Huyền đã học. Công cụ trong mục này thì bao gồm hai công cụ, đó là Getliner và Google Drive. Getliner là công cụ mà Huyền dùng để lưu trữ từ vựng hay mà Huyền highlight được trong chính cái lúc đọc báo luôn. Thì nếu mà bạn nào cài Getliner thì cứ mỗi lần mà mình đọc một bài báo nào đó thì bạn sẽ thấy là những cái nút này nó sẽ ở phía bên tay phải của mình. Thì giả sử như gặp một bài báo nào dài quá là dài luôn và mình cực kỳ nản đọc, nhưng mà mình rất là muốn lấy cái ý tưởng của cái bài báo đó, thì mình có thể nhấn vào nút Highlight hoặc là nút Summarize để Getliner sẽ tóm tắt lại những cái ý chính của bài báo đó cho mình luôn. Thì trong quá trình đọc bài ấy, mà mình thấy cụm từ nào hay đi thì mình có thể highlight trực tiếp trên cái bài báo đó luôn. Và toàn bộ những gì mà mình highlight á, thì nó sẽ được lưu trữ trong mục My Workspace. Thì ở đây á, nó giống như thư mục á, thì mình có thể tạo các thư mục riêng như là Writing, Listening, Speaking, vân vân ha. Rồi Huyền sẽ để link cài cái phần mềm Getliner này ở bên dưới video cho mọi người nhé. Và công cụ tiếp theo trong mục Organization đó là Google Drive. Thì Huyền dùng Google Drive để lưu trữ toàn bộ tài liệu tự học IELTS. Ở đây Huyền cũng chia ra các folder để dễ dàng tìm kiếm trong Drive á. Thì hiện Huyền có một folder có tên là ebook tự học IELTS. Trong đây Huyền lưu trữ các PDF tự học cho từng kỹ năng, và Huyền sẽ đính kèm cái link của cái folder này bên dưới cho bạn nào đang tự học IELTS có thể tham khảo nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước sang mục cuối cùng, đó là mục Learning. Các công cụ trong mục này hỗ trợ Huyền tối đa trong quá trình tự học tại nhà. Các công cụ trong mục này bao gồm các từ điển online và các app học kỹ năng. Đầu tiên là các từ điển online. Thì bốn từ điển online mà Huyền sử dụng nhiều nhất trong quá trình tự học đó là Oxford Learner's Dictionary, Cambridge Dictionary, Collins Dictionary và cuối cùng là từ điển chuyên về collocation, đó là freecollocation.com. Còn về các app học kỹ năng á, thì hiện tại trên điện thoại của Huyền có các app đó là 6 Minute English. Đây là một app rất hay dành cho bạn nào mà muốn luyện kỹ năng nghe tại nhà. Khi mà mở app lên á, thì chúng ta sẽ thấy bài nghe cho rất là nhiều chủ đề khác nhau. Nếu chúng ta đang quan tâm tới một chủ đề nào đó đi, giả sử chủ đề Health đi, thì chúng ta chỉ cần nhấn vào cái biểu tượng Search này nè. Sau đó mình gõ Health trong mục tìm kiếm là sẽ có hàng loạt bài nghe về chủ đề này. Và khi mà chúng ta click vào một bài nghe thì ta thấy bên dưới là nút Play nè. Bên trên có mục Content là chứa transcript của bài nghe nè. Ở giữa là mục Vocabulary là chứa các từ vựng hay của bài nghe đó. Nói chung là đây là một app rất hay mà Huyền luôn recommend cho bạn nào mà mình cần luyện nghe với lại mình cần tích lũy thêm từ vựng theo chủ đề á. Rồi hai app tiếp theo là app CNN và BBC. Thì đây là hai app về tin tức mà Huyền thường vào để đọc trong thời gian rảnh. Ở trong app CNN á, thì nó có một cái mục đó là My CNN. Thì trong đây mình có thể chọn topic mà mình quan tâm, và dựa trên cái topic mà mình chọn á, thì mỗi lần mà mình nhấn vào My CNN á, thì chỉ có những bài báo thuộc các topic mà mình đã chọn mới hiện lên trong mục này thôi ha. Rồi cuối cùng đó là app Playbooks. Đây là app mà Huyền nghe các sách nói mà Huyền mua từ Google Play. Tháng trước thì Huyền mua 3 quyển sách, đó là Still Like an Artist, Show Your Work và Keep Going. Thì rảnh thì Huyền sẽ mở lên nghe để mình vừa luyện nghe với lại mình vừa học được những cái bài học về content creator. Vừa rồi thì chính là một số công cụ đã hỗ trợ Huyền rất là nhiều trong quá trình quản lý thời gian này, học tập rồi ghi chép hệ thống kiến thức đã học. Rồi Huyền rất hy vọng là những gì Huyền chia sẻ trong video này thì có một phần nào đó hữu ích với các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.